Chào buổi sáng mọi người, hôm nay là Christmas Day ngày 25 tháng 12. Donut ngủ dậy rất là sớm xong rồi đợi ba mẹ ra ngoài để coi thử là ông già Noel có bỏ quà cho Donut không. Ông già Noel có bỏ gì tối qua không Donut? Dạ có. Đâu? Đây. Đây là quà ông già Noel là bỏ dưới gốc cây cho Donut nè mọi người ơi. Để coi ông già Noel có ăn bánh cookie và lại uống sữa không nha. Ăn một cái chocolate. Ông già Noel vội quá ăn có một cái sô cô la. Trời ơi, còn lại cái nhà đó nó ăn giùm ông già Noel luôn. Ông già Noel thích uống sữa đậu nành quá nhỉ. Quà bự quá nè mọi người ơi. Donut sướng quá đi. Bây giờ Donut đã sẵn sàng mở quà chưa? Dạ. Rồi, Donut mở đi nha. Mọi người cùng rất hồi hộp. Donut mở cái quà nhỏ nhất thử.
đi. Nó đeo thử không con? Dạ đeo. Có chơi chị nào không con? À, mở ra có ba mẹ ở trong nữa. Thích chưa? Dạ thật. Rồi mở tiếp không? Mở dạ mở. Đã quá, đã quá. Mở cái này nha. This is a pair of shoes. Why you tell me? I told you. It's a pair of shoes. You don't want new shoes? It's gone. You don't want new shoes? I want new shoes. What? It's not the shoes? What is that? Lại một hộp quà khác trong hộp này. Santa, cái này là wrapping của Santa mà. Maybe he go to Target and buy it. Oh my god! I knew it! Đã quá vậy. No, it's the shoes. No. It was mine. Nó lấp được một cái đồng hồ. Shoes. I knew it. Mày giúp con mở ra đeo thử nha. Okay. Okay. Sẵn sàng chưa? Yeah. Lila has one of them. Now I her she and I am 20. Oh, Lila cũng có màu hồng như giống như vậy. Mở ra. Ding. 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 Bây giờ có đồng hồ này rồi, lúc nào đôi mắt cũng coi giờ được hết. I don't need to ask. Ba mẹ trước con, ba mẹ để trong cái hộp này. Tôi nói không nói được không mà. Cái này là cái ball game. Trời ơi, sao có mấy cục bút vậy? Tí nữa nha, mình chơi game này với nhau nha. Okay. Game này là Flushing Frenzy. Bây giờ ba đó nó sẽ mở hộp quà bự bự này. Wow. Donut đang chụp hình ba với cái đồng hồ mới. Tao coi thử. Trời ơi, ngầu quá. Thương ghê. Bây giờ mẹ Hằng sẽ mở cái bịch quà bự này. Đây là quà ba Donut mua cho mẹ Hằng. Bự ghê. Biết ở trong có gì đây. Wow, có cái tên nữa, vẫn còn tên nữa.
nhìn vào cái hộp khăn quàng á. Mày mở tôi xem cái nào. Gucci. À, đổi kẹo luôn hả? Ở bên trong có một cái hộp nữa. Đây. À, cái nịt. Gucci Bell. Bên kia luôn. Anh có mẹ bỏ đi. Cho con mẹ. Sao? Mẹ. Dạ chơi quá con muốn chọn. Cảm ơn ba rất rất. Còn đây là bịch quà mình tự tặng mình. Đây là món quà ở bên trong. Bữa đó mình thấy ở LV có đẹp quá nên mình phải mua cái gì đó để tặng mình để được mở. Thì mình mở ra nghe. Nhìn là các bạn biết cái này là gì rồi. Ray Ban cũng đẹp nữa. Đây, cái giấy gói quà cũng đẹp. Ta. Đây là một lọ nước hoa. Ở bên trong này mọi người. Có kỹ ghê. Hộp vuông ở ngoài rồi ở bên trong có một cái hộp màu trắng nữa. Mở cái lọ màu trắng này ra mới thấy cái nước hoa ở bên trong. Ở bên trong có khắc tên Mata Lệ Hằng nữa nè. MLH. Wow, đẹp quá ha. Đây là mùi rose, mình thích mấy cái mùi hoa hồng á, thơm ơi là thơm. Có cái hộp như vậy vừa dễ bảo quản nữa mọi người. Thích ghê. Bạn nào mà thích mùi hoa hồng á thì khi nào có dịp đặc biệt tự mua tặng bản thân cái lọ nước hoa của LV này nè, thơm lắm. Mình thích mùi này lắm luôn á. Xịt thử lần đầu tiên. Cái nắp của nó hít 500 á các bạn. Xịn ghê á. Mở hết quà rồi, bây giờ nhà đó nó sẽ mở tiếp thiệp. Bao nhiêu là thiệp luôn nè. Đâu, để coi. Cái này là 233 from Donut. Thiệp Donut tặng ba. Có cái này, không thiệp là chữ màu đỏ. Cái này 233 from Đẹp Hạnh. Bà có hai cái thiệp luôn. Còn cái này là của ba mẹ tặng cho Donut. Wow, tôi nói có cái thiệp dễ thương không nè mọi người. Ở bên trong cái gì cần tự đọc thử nha. Mommy loves bảo hòn. Ok. Enjoy your fun frosty bright jolly very merry self. You put so much awesome out there that the world can't help but be a better place with you in it. Every family needs a smart, talented, lovable girl to keep things happy and fun. In our family, you have so got the part. Giỏi quá, nó đọc giỏi kìa. Tôi chụp hình đó. Chụp hình đây. Đây là thiệp của ba Donut nè. Ba Donut có những hai cái thiệp. That is something else. Christmas wishes. Thì ra nó lấy cái coupon Target này bỏ vô cho ba. Thảo nào ba mẹ đi Target ba mẹ tìm mà không thấy đâu hết. Thương con gái quá à. Này hết hạn mất tiền rồi. Hết hạn rồi hả? Hết hạn rồi. Silly girl. I forgot about that. This polar bear is very glad he gets to be the one to brighten up your holidays and wish you Christmas fun. Merry Christmas, Daddy. Chừng quá. Thiệp nó chọn cho ba đó. Trời ơi, dễ thương quá. Wow, đẹp quá vậy, đẹp giống New York vậy. Là Central Park không? Đúng rồi. Wishing you all that's wonderful and memorable about Christmas. Cái thiệp cuối cùng là thiệp của mẹ Hằng. Nó phải ba lựa trong với nhau. Wow. The Target. Trời ơi. Cái gì đây? Honey, have you seen my phone? Trong đi. Ba Donut đang đi tìm điện thoại mà nó bị kẹt ở trong cái gì. Gớm quá.
về coi bên trong nè. Còn mấy cái stocking nữa, nhưng mà năm nay stocking không có nhiều quà ở trong đâu, chỉ có kẹo thôi. Đã không? Hôm bữa Donut bị bệnh á, xong rồi Donut thèm ăn cái này. Mẹ Hằng đi mua liền nhưng mà không có cho Donut ăn liền, bỏ vô trong stocking á. Thích không Donut? Dạ. Bự không? Bự không nè. Có sô-cô-la trong stocking của Donut, vừa có kẹo vừa có sô-cô-la nữa. What you put in our stock? You're not supposed to know yet. Rồi, cái này của ba nè, ba mở thử. Này của mẹ, mẹ mở với ba luôn nha. Trời ơi, Donut bỏ vô toàn là kẹo cho ba mẹ con. Oh, wow, this is my thing. Từ đó mẹ bỏ vô cho ba. Wow. Ngon lắm, mới mở răng thử luôn. Mở quà xong rồi, bây giờ nhà Donut đang ăn sáng. Donut làm gì đây? Sáng nay Donut ăn bánh pancake với lại raspberry và whipped cream. Donut có nước ép dứa nữa nè. Ngon không con? Kem tươi đó ăn với raspberry ngon ha. Có dâu tay trong tủ lạnh nữa, tí nữa ăn kem tươi với dâu tay ngon lắm. Để ba ăn thử thử nè. Trời ơi, cục kem tươi còn bự hơn cái cục raspberry nữa. Ngon không con? Xịt lên bánh cho đi. Trời ơi, sao chị mặt tạm lem quá vậy? Xịt hoa hồng hoa hiểu gì chứ. Ngon không con? Ăn sáng xong rồi, bây giờ nhà tụi nó sẽ chơi thử cái game Lamanos này. Mình phải có một cái lá bài để mình ráp cho nó thành hình như thế này, không thì mình phải bóc từ đây đúng không? Rồi ba có cái nào để ráp cho nó thành hình không? Ba Donut không có cái gì để ráp hết nên phải bóc. Thế mẹ Hằng. Wow, thế còn mình có cái gì để ráp không? Hay là mấy cái lá bài của mình? Ai mà khép bài trước là thắng. No, anh. Cái game Lamanos này chơi vui lắm mọi người ơi. Nhà Donut chơi mấy ván liền luôn. Và người thắng cuộc là ba Donut. Donut cũng thắng một ván, nhưng mà ba Donut thì thắng hai ván. Mẹ Hằng không thắng ván nào hết, tại vì không có cái lá bài nào ráp được cho nó thành hình. Còn ba Donut với Donut thì có lá bài cuối cùng ráp được cho thành hình. Bây giờ nhà Donut chơi thử cái game này. Game này gớm quá à. Đây, hai cha con đang ráp. Có cái bệ để ngồi không ba? Go! Có ba cái. Có cái cục búp. Còn cái này là cái đồ thùng bồn cầu. Đây là cái toilet đã ráp xong. Có cục búp nè, cục búp này thì mình bỏ vô cái khe này. Xong rồi mình đóng lại. Có cục xí ngầu thì mình bỏ vô trong cái chỗ dội cầu á, để mình dội một cái thì nó lăn ra. Mỗi lần nó lăn ra số nào á thì mình sẽ thục bồn cầu. Đó là hai lần đúng không? Một, hai nè. Xong rồi tới người khác lại đổ cái xí ngầu này.
đến khi nào mà cái cục búp này nó văng ra ngoài á, nếu mà chụp được á thì được một đồng xu ở phía sau. Nếu mà cái chụp chức này nó bay ra xong rồi nó rớt xuống dưới đất mình lượm được thì mình được một đồng xu. Còn nếu mà nó bay lên trời xong rồi mình chụp được ở trên trời á thì mình được 2 đồng xu. Đến cuối cùng khi mà hết đồng xu rồi á, ai có nhiều đồng xu nhất thì sẽ là người chiến thắng. Đây, mấy cái đồng xu ở đây nè. Giờ mình chơi thử nha. Mẹ ăn chụp được. Rồi, bao nhiêu? 1. Thì mẹ Hằng sẽ nổ một ít bắp nổ nè. Bắp nổ này nó đựng trong bịch ni lông nên đầu tiên là mình phải xé cái bịch ni lông ra trước. Rồi, nó ghi là this side down thì cái này mình phải ấp xuống. Đây là hướng dẫn nè mọi người. Đầu tiên thì mình phải để đúng cái mặt này lên trên, còn cái mặt này là xuống dưới. Tiếp theo là mình sẽ bật lò vi sóng 1.5 phút tới 2 phút. Rồi, giờ mình làm vậy nha. Cái loại bắp nổ này thì nó hơi ngọt ngọt chút xíu, giống như là mấy cái loại bán ở Việt Nam á các bạn. Rồi, mình sẽ cầm như thế này và bỏ vào trong lò vi sóng. Mình chỉnh 1.5 phút trước nha, để coi nó nổ như thế nào. Ok. Các bạn nghe tiếng nó nổ bụp bụp ở trong lò ha. Nó nổ lên kìa. Wow, cá bịch bự luôn á. Mùi thơm quá à. Đây. Trời ơi, nhìn ngon nè mọi người. Chắc là phải thêm 30 giây nữa. Tại vì thấy ở dưới nó còn mấy cái hạt bắp nó chưa nổ nè. 30 giây nữa xem sao. Cẩn thận cái nó bị cháy là khỏi ăn luôn.
Mùi thơm ghê á, thích popcorn tự nổ ở nhà ha. Cả nhà thơm mùi popcorn luôn. Rồi xong. Mình lấy ra nha. Đây. Có hướng dẫn nè, mình giữ ở đây để mình mở nó ra. Hold here to open. Wow, nhìn ngon không nè mọi người. Hai cha con đang ngồi đợi nè. Popcorn ba, nhìn ngon không nè. Loại này nó hơi ngọt ngọt một xíu á. Thôi, nó đừng có cầm nóng lắm, để ba cầm ba mở cho. Có cái chỗ hold to open nữa ba. Wow, hấp dẫn quá. Thì mà thử miếng nha. Nó hơi ngọt nhẹ ngon lắm mọi người. Bữa trưa ngày Giáng sinh hôm nay nhà Donut ăn món yêu thích nhất đó là bò nhúng giấm. Cheers. Cheers nha. Đây, bà Donut rót sẵn rượu rồi nè. Cheers. Merry Christmas tập 2. Cái Stella Rosa này ngon quá. Hôm nay nhà Donut uống chai màu đỏ. Nó có vị dâu nhiều ha. Ngon ghê. Rồi, ba nhúng đi ba. Đầu tiên là nhúng bánh tráng nè. À, Donut muốn toast. Donut muốn nói gì? I would like to give a toast to my beautiful mommy. She cooking so good every day. And I would like to give a toast to my daddy. Okay. Ba đang cuốn cho nít đó. Cảm ơn ba. Ăn đi cà. Bò nhúng giấm này thì mình chấm với lại mắm nêm nữa nè. Mắm nêm mình làm giống như trong video mình đổ bánh căn á. Nếu như mà bạn nào chưa coi video đó thì mở lên coi cách làm mắm nêm. Chỉ có khác một chút là mình bỏ thơm băm nhuyễn vào trong cái nước chấm này. Tại vì mắm nêm mà bỏ thêm thơm á các bạn nó thơm lắm. Nên các bạn làm mắm nêm để chấm á thì băm thêm thơm băm nhuyễn vô nha. Walking around in the snow.